Bạn có bao giờ ghét một ai đó trong khi đang chơi lớp phút chưa? Có thể là vì nó giành bãi farm của bạn, hay là bạn PVP thua nó, vân vân. Tuy nhiên thì những người bạn ghét trong trường hợp đó cũng không sánh bằng những người trong video này. Không chỉ bị 1-2 người ghét mà họ bị cả cộng đồng Roblox ghét. Lưu ý là họ không chơi lớp phút nha các bạn. Tuy nhiên thì có thể trong tương lai họ sẽ lớn tới lớp phút và sẽ khiến cho càng nhiều người hơn nữa ghét họ khi họ có thể làm những thứ kỳ cục hay là những thứ cực kỳ khó chịu khi mà họ vào lớp phút. Ok, và đó là ai? Part 10, Super Messi. He was known for his clickbaiting and scams people to get free Robux. Sadly, his YouTube channel got to 40k subscribers, so lots of kids were getting scammed. But in May 2020, his YouTube account got deleted. But then he would start to make more channels again to scam people. Thankfully, he quit YouTube shortly after. Đầu tiên sẽ là TheGamerKH. Đây là một YouTuber sở hữu đâu đó khoảng gần 300.000 người đăng ký. Và anh ta chuyên làm về thể loại như là tặng Robux miễn phí. Nhưng mà những thể loại này thường ấy, nó là lừa đảo nha các bạn. Kiểu như là họ spam lại cái content của họ mà họ cứ lặp đi lặp lại cho Robux. Nhưng mà thực chất là họ không có cho nha các bạn. Các bạn cứ comment vào video của họ thì họ vẫn sẽ giúp cho một người nào khác trong cái video của họ. Và số Robux nó thường lên tới cỡ 5 triệu Robux, 50 triệu, có khi là cả 100 triệu Robux luôn. Nhưng mà các bạn sẽ không được kiếp nha. Và rất là nhiều YouTuber đã lừa đảo bằng cách này. Lúc trước thì có một YouTuber tên là Super Messi với 400.000 subscribe. Thì anh ta bị ghét là do anh ta chuyên gia lừa đảo trẻ em, hoặc là chuyên gia lừa đảo những người mà họ tin vào cái Robux miễn phí các bạn. Trên đời này không có gì miễn phí nữa các bạn, đừng tin nha. Đấy, nên là anh ta lợi dụng cái đó, anh ta lừa đảo và kêu subscribe bằng cách tung ra những video livestream tạo Robux nhưng mà nó không có thật nha. Và anh ta đã bị YouTube ban kênh cũng như là bị ban luôn cả Roblox. Và người ta đồn là anh ta đã trở lại và lấy cái tên là TheGamerKH nha. Đây chính là anh ta. Chỉ đồn thôi nha các bạn, nhưng mà có nhiều cái nói là anh ta làm video, giọng nói và cách làm video đều giống như Super Messi luôn. Nên chúng ta cùng tìm hiểu account này nha. Đây các bạn, đây chính là skin của anh ta. Số lượng follow thì cũng ít thôi, tại vì anh ta mới lập mà các bạn. Đây các bạn, ngày 25 tháng 4 2022. Và pay là 206 visit. Hay ok. Skin thì rất là đơn giản. Cái này giống như là một cái thanh niên rất là bí ẩn nha. Skin đen, ok, cũng rất là bình thường, tại vì không có gì đắt đỏ hết. Đây là pay của anh ta nha các bạn, 206 visit. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu luôn. Anh ta thì chỉ có một người bạn duy nhất. Ok, bạn của anh ta thì mình thấy cũng bình thường thôi, chứ cũng không phải là người gì đặc biệt cho lắm. Và hình như là theo mình thấy thì anh ta còn có một cái nữa đó, chứ là cái này nữa các bạn, cái pay group đó các bạn. KH fund payout đây chính là cái nơi mà anh ta cho các bạn Robux. Các bạn chỉ cần join group này và các bạn lên kênh của anh ấy, các bạn comment tên là các bạn được. Cái group này theo mình nhớ là nó tận đó đó 50 triệu Robux các bạn. Trời ơi, kinh khủng đi. Đây, các bạn có thể xem comment nè. Đây có phải thật không? Bạn có thể donate tôi 100.000 Robux vào video tiếp theo. Nani? Quá là scam. Đây là lừa đảo à? Edit scam. Đây có phải lừa đảo không? Khi mà gặp người này tặng Robux thì các bạn đừng cho mật khẩu hay gì nha. Hello. I know I haven't posted in a while, but now I'm gonna try to post more often. Anyways, today we're gonna talk about Jared Valdez. Jared Valdez is one of the most hated Roblox players. Why? In 2013, he copied other people's games and claimed them as his own. For example, he stole the game Welcome to the Town of Robloxia. He then was able to get over 21 million visits. This made Roblox ban his main account. But soon he tried creating many other accounts to copy more games. So this eventually led to him being IP banned. What do you guys think? Như các bạn thấy trong video mình xem thì người tiếp theo đó chính là Zari4 và Death2. Thật ra là có một cái tên khác nữa nhưng mà anh ta bị ban rất là nhiều ạc. Lý do là vì anh ta đã copy rất là nhiều tựa game nổi tiếng khác và lấy về cho mình. Cái tựa game mà anh ta copy nó còn ít người chơi hơn là cái tựa game mà anh ta copy và lấy là của chính mình. Đây chính là một trong những kẻ ăn cắp game nổi tiếng nhất và thành công nhất, có thể nói là vậy nha các bạn, trong Roblox. Và tất nhiên là anh ta làm như vậy thì rất là bị cộng đồng Roblox ghét. Account hồi trước của anh ta có thể nói trị giá là 7 triệu Robux nha các bạn. Và giờ anh ta bị xóa hạt rất là nhiều rồi. Đây chính là cái account tiếp theo mà có thể nói là vẫn còn hoạt động và chưa bị ban. Những game anh ta đánh cắp là rất là nổi thời đó, và mình cũng không nhớ nữa các bạn. Nhưng mà anh ta có online 16 ngày trước, tức là nếu như anh ta để lốc food thì anh ta có thể đánh cắp lốc food và sửa lại thành game của mình và cho chạy nha các bạn. Đấy, thì nếu như các bạn thấy lạ các bạn cũng sẽ ấn vô và các bạn chơi. Thành ra là nếu mà như vậy thì nó khá là khó khăn cho admin lốc food. Và nếu như họ không có cách xử lý thì cũng giống như những tựa game mà thanh niên này ăn cắp các bạn, tựa game chính sẽ bị đẩy xuống và tựa game thanh niên này ăn cắp và làm lên nó sẽ nổi lên nha. Đấy, đó chính là account của anh ta. Đó chính là account mà có thể nói là giống như là account Roblox thời xưa các bạn. Các bạn thấy không? Rất là giống luôn. Cái skin này giống John Day nè các bạn ấy. Cái sừng limited nè các bạn, cái sừng này hình như là giá cũng khá là căng ấy. Uầy, thanh niên này tạo account mà vẫn có chơi này luôn. Uầy, có 2.400 ấy hả? Ở đây 20.000 các bạn, 20.000 Robux nha. Thanh niên thì tạo lại nhưng mà vẫn đầu tư đồ limited nha. Đây chứ là account của thanh niên đó. Cái ăn cắp game thì khỏi nói các bạn, rất là ghét nha. Nên là thanh niên này bị ghét là đúng. Và hiện nay thì anh ta vẫn còn hoạt động nha các bạn. Nên là nếu mà một ngày nào đó mà thanh niên đó mà quay trở lại ăn cắp lốc food thì các bạn nên nghĩ đến ngay người này nha. Và mình chả hiểu sao khi mà mình vô cái play của thanh niên này, cái anh ta của anh ta ấy, thì cái play của mình nó nguyên vàng luôn nữa các bạn, y chang anh ta luôn chứ, ảo thật sự. Lisa Gaming Roblox. She first blew up by posting a video of her deleting other Roblox players' houses, but with 4 million views on an incredibly toxic first video came an indescribable level of backlash. This is literally unforgivable considering how much time the people spent making the house, and then there is a person who just destroys it all. However, the impressive performance of the video revealed one thing to Lisa: toxicity equals attention. The very next video posted to the channel was therefore another toxic video, in which Lisa would make up fake allegations about another large Roblox YouTuber, and subsequently the entire channel devolved into a cesspool of unsavory content. Every single comment on every single video follows a similar structure along the lines of, this is how many people want Lisa to be banned from Bloxburg, people who dislike her vids, everyone who's happy to see Lisa getting hated on. However, instead of trying to repair her reputation, Lisa simply plays into it by creating countless videos reading these hate comments, which only leads to more hate. Ok các bạn, và sau khi các bạn xem theo cái video mà mình cho các bạn xem thì các bạn có thấy ấn tượng không? Đúng vậy, nếu mà bạn nào là những người chơi lốc food rất là lâu rồi, các bạn sẽ biết đến một YouTuber mà bị ai cũng ghét hết. Và chỉ có một số ít là người ta ủng hộ cô ấy thôi, nhưng mà nó không đáng kể các bạn. Kiểu giống như 10% thì có 0,5 người ủng hộ vậy đấy. Thì cô ta thì tên là Lisa Kim Minh, có rất là nhiều tiểu sử về cô ấy. Thật ra là cô ấy đã bị xóa account rất là nhiều lần do vi phạm rất là nhiều chính sách của Roblox. Và mình chỉ lấy một cái tài khoản mà nó cũng cùng tên mà mình chỉ để đây thôi các bạn. Đấy, nhưng mà nó cũng khá nổi nha. Do mình cũng không biết sao nữa, nhưng mà chắc là người ta tìm không có nên người ta ấn vào đây. Ok. Ôi, offline 8 năm trước các bạn. Ok. Thật ra là Lisa Kim Minh đã off làm YouTube dạo gần đây rất là lâu rồi. Nhưng mà các bạn biết gì không? Cô ta đã trở lại. Cái video mới nhất của cô ấy hình như up vào khoảng 3-4 ngày trước gì đấy các bạn. Tức là cô ấy đã trở lại nha. Thì lý do vì sao cô ta bị ghét, thứ nhất là cô ta đã lừa fan của cô ấy. Tức là cô ta tạo ra những content mà ví dụ giống như là những cái video YouTube giống như là lừa đảo, là kích động cộng đồng Roblox nữa các bạn. Và cô ta còn nhận là việc bị ghét rất là thích luôn nha. Đấy, mà khi mà cô ta thích làm như vậy thì cô ta sẽ đăng những cái video rất là kỳ nha các bạn. Và còn có một cái nữa là cô ta hay vu khống cho một số YouTuber lớn, ví dụ như là Do Flamingo nữa các bạn. Cô ta bảo giống như là Do Flamingo, ủa mình nhắm bạn Flamingo đã hack vào kênh của cô ấy, nhưng mà không phải nha. Sau khi làm xong thì cô ấy kiểu làm như vậy để cô ấy lôi kéo người khác vô kênh mình để xem. Và thật sự là video đó rất là nhiều view nha các bạn. Sau đó thì lôi xong Flamingo làm video và nhiều người biết thêm về cô ấy. Sau đó thì cô ấy làm video xin lỗi. Đấy, như vậy các bạn cứ tiếp tục như vậy. Và còn rất là nhiều YouTuber khác là nạn nhân của cô ấy. Không biết là sau khi mình làm thì cô ấy có đưa mình lên video không các bạn. Nói chung là tiểu sử còn rất là nhiều, nhưng mà đó chỉ là những phần nổi đó các bạn. Các bạn cũng có thể tìm nha. Và nếu được ra thì lẽ ra là mình có thể làm một video riêng nói về Lisa Kim Minh, nhưng mà mình nghĩ thì nhiều bạn biết rồi, với lại về những thứ cơ bản như vậy thì nó khá ok. Đó chính là skin của cô ấy nha, mình cái này chỉ là phụ các bạn. Các bạn có thể xem trên màn hình mình để số lượng người không thích cô ấy thì nó càng ngày càng nhiều cô ấy. Và cô ấy đã bị ban nạt và bị cấm nhưng mà được mở lại kênh YouTube hay gì các bạn ấy. Nên là giờ cô ấy đã trở lại, coi chừng là cô ấy còn vào cả love food và làm những video nó khá là xàm xí, sau đó thì up lên. Và sau đó là cô ấy kích động cộng đồng love food để cô ấy được bị chửi các bạn. Giờ các bạn có thể chửi nha, tại vì cô ấy có mở tab bình luận mà các bạn vô chửi cũng được nha, để coi chừng cô ấy lại vào love food để chửi đó cũng muộn. Ok mình giỡn các bạn. Ok, đây chính là Lisa Kim Minh nha, mình sẽ để trên màn hình Roblox thôi chứ ở đây thì không có đâu các bạn. Cô ấy trở lại với lại một cái tài khoản mới nhưng mà mình không biết tài khoản đó là gì. Ok, nói chung là vậy. Đây chính là 3 người bị ghét nhất trong Roblox, và cụ thể hơn là 3 người bị ghét nhất trong cộng đồng Roblox luôn nha các bạn. Đây chính là cái mình đã tìm hiểu được rất là nhiều nguồn nên là mình đã tổng hợp được. Thật ra là có rất là nhiều người nhưng mà có thể nói là 3 người ở trong đây là bị ghét với lại kiểu như là bị ghét với lại nhiều chủ đề khác nhau. Một người thì lừa đảo Roblox, một người thì ăn cắp game và một người thì làm content khiêu khích cộng đồng Roblox. Ai cũng đáng bị ghét các bạn.